không trở về từ chiến trường thua xưa đẫm máu. Những chiến binh không nằm lại trong lòng đất mẹ, mà hóa thành đàn xếu trắng bay lưng trời. Ngàn xưa tới nay vẫn thế, mỗi khi chiều lướt qua, đàn xếu tiếng kêu quặn xé, cứ vọng thiết tha. Phải chăng như thế, những tiếng gọi khiến ta nghẹn lời, bâng khuâng nhìn theo, rưng rưng. Chiều xa rơi trong ánh dương hoàng hôn màu máu, thấp thoáng xa tôi thấy như bóng dáng tôi giữa đội hình một chỗ trống dành cho mình. Rồi sẽ đến ngày nào đó tôi sải cánh bay cùng đàn xếu những chiều mờ sương khuất trong làn. Từ mây trắng cất tiếng gọi thiết tha đồng đội, những ai còn sống có nghe tiếng lòng tôi. Như mũi tên xêu vẫn bay đội hình tấn công, chiều dạ rơi trong ánh dương hoàng hôn màu máu, thấp thoáng xa tôi thấy như bóng dáng tôi giữa đội hình một chỗ trống dành cho mình. Rồi sẽ đến ngày nào đó tôi sải cánh bay cùng đàn xếu những chiều mờ sương quất trong làn mây. Từ mây trắng cất tiếng gọi thiết tha đồng đội, những ai còn sống có nghe tiếng lòng. Dừng phía trời xa.